Con đa tạ thầy. Anh hai ơi, cho em ra thành mua ít lụa nha. Dạ. Ủa, ai đây? Anh cứ làm quen đi. Cô ấy là em gái ta, tên là Nguyệt. Còn nho sinh đây á là ở tạm nhà mình để ôn thi. Bội đừng có làm phiền người ta nha. Dạ, chào tiểu thư. Nho sinh trọ học từ dưới quê lên đúng không? Ngó qua là biết rồi. Bội nhớ giữ miệng một chút. Anh bỏ qua cho nó, nó còn trẻ nít lắm. Dạ, không sao đâu thầy. Ngó hiền khô là biết dưới quê lên liền. Chứ có gì đâu mà phải giữ miệng. Tự nhiên em cũng muốn đi học quá à. Ừ. Học gì mà học hoài à. Ủa, chàng đang coi gì vậy? Mà thấy em, cái chàng giấu cái liền vậy? Đâu, để em coi. Ủa, ai đây? Đó là hiền nội của ta. Hiền nội? Bức tranh này chàng vẽ hả? Ừ. Sao? Ở ngoài đời làm gì có người mà đẹp vậy? Khoa trương chứ gì? Vậy mà mỗi lần em rủ chàng đi chơi á thì chàng nói phải lo học, phải lo tập trung, không được lơ là. Vậy mà bây giờ ngồi coi tranh thẫn thơ thơ thẫn thì rớt là cái chắc. Sao?